Chào mừng các bạn trở lại với video review sản phẩm kênh điện tử DT. Ở video này mình sẽ review về đồng hồ đo dòng áp AC hiển thị LCD 50A. Sản phẩm sẽ có chức năng là đo dòng điện và điện áp AC với dải đo điện áp từ 80 cho đến 300V AC và dải đo dòng điện là từ 0 cho đến 50A và các giá trị đo sẽ được hiển thị qua màn hình LCD. Hiện tại sản phẩm đang bán trên website điện tử DT.com. Từ trình duyệt các bạn truy cập điện tử DT.com, tìm kiếm với từ khóa DT0130, sau đó xem chi tiết. Và ở đây đi kèm với đồng hồ là một cuộn cảm ứng dòng hay còn gọi là cảm biến dòng. Và ở đây chúng ta sẽ lắp hai đầu dây của cảm biến dòng này với dây đỏ và dây đen. Các bạn tránh cắt điện áp 220 vào hai dây này sẽ gây hỏng đồng hồ nha. Và dòng mà đồng hồ này đo được sẽ nằm trong khoảng từ 0 cho đến 50A. Và trên đồng hồ sẽ có khác hai domino dùng để cắp điện áp mà chúng ta cần đo. Và điện áp đồng hồ sẽ đo được này nằm trong khoảng từ 80 cho đến 300V AC. Và ví dụ ở đây mình sẽ cấp điện áp là 220V AC điện dân dụng. Và trên đồng hồ đang đo được là 222V. Và phía trên là đồng hồ sẽ hiển thị giá trị điện áp mà phía dưới là hiển thị giá trị dòng điện. Và các bạn quan sát phía đằng sau của đồng hồ sẽ có hai chiếc áp, một chiếc áp trên và một chiếc áp dưới. Chiếc áp phía dưới dùng để điều chỉnh giá trị sai số của điện áp. Và mình sẽ dùng một tua vít nhỏ. Và ở đây sử dụng điện 220V cho nên các bạn cẩn thận sử dụng một tua vít có cái nhựa cách điện nha các bạn. Và các bạn sẽ dặn chiếc áp về phía bên phải để giảm giá trị. Và các bạn sẽ dặn về phía bên trái ngược chiều kim đồng hồ để tăng giá trị. Và nếu không thực sự cần thiết thì các bạn không nên điều chỉnh chiếc áp này, tránh sai số trong quá trình sử dụng. Và chiếc áp bên phải dùng để điều chỉnh giá trị sai số của dòng điện. Ví dụ bây giờ mình sẽ đo dòng điện của bóng đèn sợi đốt này. Và ở đây chúng ta sẽ cho cảm biến dòng qua một dây của nguồn điện cấp cho bóng đèn. Và ở đây dòng điện mà đồng hồ đang đo được là khoảng 0,2A. Và phía sau của đồng hồ mình đã vừa nói thì có một chiếc áp phía bên phải dùng để điều chỉnh độ sai số của dòng điện. Mình sẽ dặn về phía bên phải để điều chỉnh tăng giá trị dòng điện. Và mình dặn ngược chiều kim đồng hồ về phía bên trái để giảm giá trị dòng điện. Và đây khi chúng ta đưa cảm biến dòng vào dây dẫn thì và chúng ta sẽ không phân biệt dây nóng và dây nguội nha. Và video review nhanh về đồng hồ đo dòng áp AC hiển thị LCD 50A của điện tử DND đến đây là hết. Các bạn có bất cứ thắc mắc gì hãy để lại bình luận ở dưới phần mô tả video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.